kính thưa quý vị và cùng trò chuyện với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời của chương trình chúng tôi sẽ được giới thiệu anh Trịnh Công Hòa chuyên gia tài chính cá nhân xin chào anh Hòa và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình à, anh Hòa thân mến khi mà nhắc đến đầu tư chứng khoán thì mọi người thường chỉ nghĩ đến cổ phiếu thôi nhưng mà rõ ràng còn có rất nhiều những khái niệm liên quan như là trái phiếu à, chứng chỉ quỹ phái sinh hay là etf và trong chương trình ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ một chút về khái niệm của etf về hình thức đầu tư này được không ạ? quỹ ETF được viết tắt là Exchange Fund đó là một quỹ hoán đổi danh mục thì cái quỹ này được xuất hiện lần đầu tiên ở Canada vào năm 1990. Sau đó thì có một cái quỹ khá là lớn được xuất hiện ở Mỹ vào năm 1993 đó là quỹ S&P 500 và hầu hết đến bây giờ thì ai cũng biết đó. Ở Việt Nam thì quỹ ETF được xuất hiện vào năm 1 vào năm 2014. Đó, đó chính là cái quỹ ETF VN30 mô phỏng cái chỉ số VN30 của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta có thể hiểu quỹ ETF giống như là một tập hợp của các loại cổ phiếu, trái phiếu hay là các loại hàng hóa được giao dịch trên đó đúng không ạ? Vâng, vâng đúng ạ. Thì có ba cái đặc điểm mà chúng ta cần nắm được đối với quỹ ETF, đó chính là etf thì được giao dịch ở trên sàn chứng khoán đó thứ hai nó là một cái tập hợp của danh mục các cái tài sản thì danh mục có thể là tài sản cổ phiếu hoặc là trái phiếu hoặc là hàng hóa ví dụ như vàng hay là bạc đó và cái quỹ đó thì nó được góp vốn bởi các nhà đầu tư vâng và đó thì nó có ba cái đặc điểm như vậy vậy à, nếu như tham gia vào quỹ etf thì nhà đầu tư sẽ nhận được những lợi ích như thế nào ạ thứ nhất đó chính là cái lợi ích về mặt à, hiệu quả à, thì à, cái hiệu quả của nó sẽ tốt hơn so với à, tiết kiệm ngân hàng dạ. rất là nhiều à, và cụ thể thì đã minh chứng trong nhiều năm vừa qua dạ. à, ở việt nam ấy, thì cái quỹ etf vn 30 nếu mà chúng ta đầu tư dạng tích lũy mà chúng ta bỏ lợn đó, thì À, như tôi có tính toán thì nó khoảng độ 13.7%. À, thứ hai nữa thì à, chúng ta cũng phải nhìn thấy về mặt an toàn. Tức là gì? À, so với việc là chúng ta đầu tư vào một cổ phiếu hay chúng ta đầu tư vào một trái phiếu thì đầu tư vào một quỹ ETF à, nó an toàn hơn bởi vì nó là một rổ các cái tài sản. Giả sử như là à, nếu có một tài sản trong cái rổ đấy mà gặp cái rủi ro ví dụ như giảm giá hay giả sử như là cái tài sản đấy cái doanh nghiệp đó nó bị phá sản chẳng hạn thì nhà đầu tư cũng không bị mất hết bởi vì là cả một rổ đấy mình đầu tư mà. Thì một cái mất thì các cái khác vẫn còn. Vâng, đó. thì các sản phẩm khác vẫn có thể gọi là cân bằng lại. Vâng, đúng rồi. À, tiếp nữa là gì cái lợi ích nữa là khi mà chúng ta đầu tư vào cái ETF thì nó khá là đơn giản. Thực sự là nó rất là linh hoạt đấy ạ. Nó giữ nó như một cái cổ phiếu khi mà đầu tư bởi vì là à, mình mua bán nó giao dịch cũng như một cổ phiếu thôi nó không khác gì cả. À, hoàn toàn online và mua bán ở trên sàn chứng khoán rất là dễ dàng. Vậy với những gì anh phân tích có thể thấy rằng quỹ ETF thì cũng có rất là nhiều những cái lợi ích. Ví dụ như là lợi nhuận cao này. Okay. Với cái mức anh nói là trên 13% là cũng cao hơn lãi suất ngân hàng rất là nhiều rồi. Và cái rủi ro thì nó thấp hơn, nó không khiến nhà đầu tư sẽ phải đứng ngồi và lăn tăn rồi, sức phải theo dõi những cái sự tăng giảm của các chỉ số. Okay. À, thế nhưng mà không có một cái quỹ hoặc là một cái sản phẩm nào mà nó chỉ có những cái lợi ích chắc chắn là nó cũng sẽ đi kèm nhiều rủi ro đúng không ạ thì ừ. những cái rủi ro khi mà chúng ta tham gia vào quỹ etf là gì ạ à, có hai cái rủi ro mà nhà đầu tư cần phải nắm đó chính là cái rủi ro về biến động giá và thứ hai là rủi ro về thanh khoản khi mà mình đầu tư vào một cái chứng chỉ quỹ etf thì hàng ngày cái giá của cái chứng chỉ quỹ đấy nó thay đổi theo, theo theo nhu cầu của thị trường Thay đổi uh, ở trên sản ấy. Và cái giá của chứng chỉ quỹ Thì nó cũng phụ thuộc vào cái danh mục Cái tài sản Sự thay đổi danh mục tài sản Của cái quỹ ETF đó Thì đấy là một rủi ro Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy được rằng là uh, Có thể là chúng ta sẽ bị mất tiền vâng. Mất tiền vì Khi mình mua, giả sử mình mua một cái quỹ ETF uh, Với cái giá là 20 Nhưng trong ngày uh, Hoặc là ngày hôm sau Nó về 17 Thì rõ ràng là mình mất 3 đồng chẳng hạn ừ. giả sử như thế thì đấy là một cái rủi ro về biến động giá ừ. rủi ro thứ hai nữa là rủi ro về tính thanh khoản tính thanh khoản ở đây được hiểu là gì tức là khi mình mua rồi mình giữ rồi nhưng mà nếu mà mình muốn bán mình lấy tiền về giả sử mình có công việc này kia hoặc mình mình muốn điều chỉnh danh mục mình muốn bán cái tài sản này đi thì liệu có người mua cho mình hay không ừ. đó chính là hai cái rủi ro là căn bản nhất của cái quỹ ETF. Với những cái rủi ro như vậy mà anh đối chiếu với tình hình hoạt động của các quỹ ETF ở Việt Nam thì anh đánh giá là các quỹ ở Việt Nam đang hoạt động như thế nào ạ? Những cái rủi ro nó có xuất hiện quá nhiều không anh? Ở hiện tại thì ở Việt Nam có cũng không nhiều đâu. Có khoảng độ tôi nhớ là khoảng độ 8 quỹ, 8 đến 10 quỹ. Thì trong đó thì có cũng 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 một vài quỹ đấy là cái thanh khoản nó khá là thấp tức là nó giao dịch một ngày thì nó chỉ khoảng độ là 10 20 nghìn hay 30 nghìn thì cái lượng giao dịch thì nó khá thấp nên cái việc là mình mình bán nó cũng sẽ là khó khăn hơn. Đó. Và đặc biệt nhất là những cái giai đoạn mà thị trường nó đau. Đó Được. thì mình bán nó cũng sẽ khó khăn. Vậy phải chắc đấy cũng là một trong những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn một cái quỹ ETF để đầu tư vào. Ạ? Đúng rồi. À, tính thanh khoản đó là một trong những cái tiêu chí có lẽ là khá là quan trọng. Được. Gần như là quan trọng nhất khi mà đầu tư vào quỹ ETF ạ. Vâng. Bên cạnh đó thì còn có những tiêu chí nào để chúng ta lựa chọn được một cái quỹ ETF thật là uy tín nữa? À ví dụ như là về à, hiệu quả hoạt động của cái quỹ ETF đó, tức là trong nhiều năm, đúng không ạ? Họ à, đầu tư họ hiệu cái cái danh mục đầu tư của họ đem lại cái lợi nhuận như thế nào? Đấy. À, tiếp theo nữa là về cái à, danh mục đầu tư của cái quỹ đó, tức là danh mục cái tài sản đấy. Giả sử như là quỹ ETF về cổ phiếu thì cái danh mục uh, tài sản cổ phiếu trong cái quỹ đó thì nó có an toàn hay không. Đó, thì đấy là là những cái tiêu chí mà căn bản để mà chúng ta lựa chọn uh, quỹ ETF và cũng có thể là chúng ta lựa chọn uh, uh, về uh, quy mô vốn, cái NAV ấy, của cái quỹ đó uh, hoặc là về cái uh, thời gian hoạt động của cái cái quỹ đó. Vâng, việc tìm hiểu thì có lẽ là không bao giờ là thừa khi mà chúng ta quyết định đầu tư vào một uh, sản phẩm hoặc là một quỹ nào đó và cái cách thức khi mà tham gia thì đầu tiên là phải tìm hiểu thông tin này và sau đó thì việc chúng ta đăng nhập hoặc là mua bán ở trên đó thì nó có dễ dàng không ạ cách thức tham gia sẽ như thế nào ạ tức là chúng ta chỉ cần mở một cái tài khoản chứng khoán tại bất kỳ một công ty chứng khoán nào là có thể mua được và sau khi mở được cái tài khoản chứng khoán rồi thì à, mọi người có thể là à, mua cái chứng chỉ quỹ giống hệt như mua cổ phiếu đó giống hệt nhau nó chỉ cần nhập mã Chứng chỉ quỹ vào là có thể là đặt lệnh Mua được luôn ạ Thao vâng. tác là y chang Thao tác giống hệt nhau vâng. Và các cái điều kiện như mua cổ phiếu vâng. Rất là dễ dàng đúng không ạ Rất là dễ dàng là Nhân lên rất là nhiều lần cái cơ hội Cho mọi người có thể gia tăng cái lợi nhuận của mình Dạ đúng rồi à, Vậy anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm Về việc đầu tư ETF với khán giả truyền hình Được không ạ Vâng Đầu tiên là chúng ta sẽ phải lựa chọn Được một cái quỹ ETF tốt Thì cái tính thanh khoản ý thì tôi thường là ưu tiên là những cái quỹ mà có khối lượng giao dịch bình quân trong 52 tuần gần nhất là trên 100.000 chứng chỉ quỹ giao dịch. Đó chính là cái cách thức mà để lựa chọn một cái chứng chỉ quỹ tốt thì nó khá là đơn giản, mọi người lọc nó rất là dễ. Đấy. Thứ hai nữa là gì? Chúng ta sẽ phải có một phương pháp phương pháp đầu tư. Thông thường thì mọi người hay là mua ngày hôm nay xong là thấy nó lên là bán. Đó thì đó nó không dành cho đầu tư quỹ, không dành cho đầu tư quỹ, chỉ dành cho đầu tư cổ phiếu thôi. Vâng. Khi đầu tư quỹ là chúng ta xác định là đầu tư dài hạn, đó. Và đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp ý, thì họ có thể là họ mua vào những cái thời điểm tốt. Nhưng đối với những người không có kinh nghiệm, không có kiến thức và bản thân tôi là người mà cũng có kiến thức nhưng mà vẫn lựa chọn phương pháp này, đó chính là tích lũy, tức là giống như chúng ta bỏ lợn hàng tháng ấy. Đó, cứ hàng tháng mình à, đầu tư một cái khoản cố định, giả sử như hàng tháng mình tích lũy là 100 chứng chỉ quỹ. Giả sử mình mua 100 chứng chỉ quỹ VN30 thì mỗi tháng nó khoảng độ 2 triệu 3 đến 2 triệu 4. Vâng. Đấy, mình tích cái phần lương của mình, đấy khoảng 10 đến 20% phần lương của mình, mình cứ mua đều đặn đều đặn hàng tháng như vậy và à, nếu mà trong trường hợp mình cần tiền, giả sử như trong cuộc sống mình cần tiền vâng. thì mình sẽ bán bớt một phần đi bán bớt một phần đi thì mình à, mình mình chi tiêu thôi chẳng hạn hoặc là mình muốn đảo danh mục mình điều chỉnh danh mục thì mình sẽ bán bớt đi còn không mình cứ để lâu dài thậm chí mình để cả đời tôi ở nước ngoài là người ta để cả đời như một cái quỹ như quỹ hưu trí tức là người ta à, để đó và đến cuối đời thì người ta cứ bán dần bán dần đi lợi nhuận hàng năm để người ta tiêu như vậy thôi Nó khá là đơn giản coi như là một cái khoản tiết kiệm mình cũng vừa tiết kiệm nhưng cũng là đầu tư dài hạn để có thể uh, giữ được cái khoản tiền của mình và để nó sinh ra thêm lợi nhuận nữa đúng không ạ à, dạ vâng xin được cảm ơn anh chị công hòa rất nhiều với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ